Ơi của mình. Đóng đi qua tới đó rồi đóng rồi nha. Đó. Kéo luôn đi. Kéo qua. Có gì không anh? Ơi ơi ơi, có một chuyện nha. Kéo đi, ừ, kéo luôn, kéo luôn. Tính con cạp. Rồi. Trời ơi, làm gì nó làm luôn đi. Qua thắng mới được thôi. Rồi, được cũng xin chào anh em và các bạn nha. Hiện tại giờ mới tới hồ của Ní Vạn Nguyễn các bạn ơi. Thì hôm nay mình đi chiến tiếp. Đó, nay cầu giải hồ Vạn Nguyễn nha cả nhà. Đó, giờ mới tới luôn, nay đi với em Bin. Hôm qua anh em làm hên quá, nay tiếp tục qua đây chiến. Nay mà câu có giải ngày nữa thì đi chiến nữa. Rồi, được xin chào cả nhà nha. Đây hồ Công Vạn. Rồi, được chào anh em. À, công tác móc bánh tráng nha mọi người. Đi móc quá điều luyện, mình mới có đầm mới mút 3 đầm mà. Ở đây anh em đang mua vé xong, ngồi ăn uống, chuẩn bị bốc số. Rồi chào anh em nha, hôm nay mình nay xuống lỗ cũ nữa. Đó. Nay ngầu kế đại cao thắng nha. Rồi. Nay mình thắng bánh bún, mình đánh cháo bạn ơi. Hộn dạng mình đánh cháo không à. Nói chung là sớm là anh em bốc số hết trơn rồi. Rồi tới mình thọt vô cái ngay đây. Đó mình kêu chủ hồ là vậy ta bốc hết trơn rồi đưa số đây mình xuống đây mình ngồi luôn rồi mình khỏi bốc. Đó. Nghe nguyện luôn. Còn ông này ông vô sao nữa. Ông vô sao nữa cái ông hút một 3 cây luôn. Đó quay ông đó. Quay ông đó. Anh dạng. Quay đi. Thắng là mình cầm đồ đi xuống tới góc luôn nha. Đúng rồi. Đi xuống tới góc mình ngồi sẵn gì đó. Rồi chào anh em nha. Tấp nửa đường nữa. Rồi thằng này chuẩn bị xuống cần luôn bạn ơi. Mình xuống cần anh em ơi. Để mình kẹp kẹp thắng nha. Để cho ông múa. Để máy qua đây mọi người ơi. Cái ăn bận lọt đó. Ngủ nhau mà. Làm như là cái kiểu thảy có cái nặng nào nó chạy ha, chạy cho tới chừng nó chuẩn bị ăn cái con nào nó thôi rồi mình lại ăn bậy nó coi, thì mấy con khác nó cũng có chan vậy. Dễ uống rồi. Nó hết kìa. Hồi cách trước mua đồ các nhà nãy cái gặp rồi bây giờ mua nhiêu đồ cũng hết luôn. Giờ có hộp mua có hai cái khuôn nhỏ đó đó mà tiền khắc không làm chịu bạc á. Nhưng mà hai cái khuôn mấy con nó thì mấy người đỡ nó làm nó không nó đỡ làm này nếu mà bây giờ làm thì thêm chắc cỡ rồi 30 triệu nữa. 30 triệu làm gì đủ. Thêm á. Thêm ừ. Ông tính đi một cây khắc như là lên 100 mấy chục ngàn đó. Một cây sắt một quay nè là lúc đó hình như này hết là nó trên 200 cây sắt này sắt một tay không á nghe giữ hoài ông anh chứ kỳ quá không đi thẳng rồi tới dính rồi luôn rồi không chạy xuống đúng rồi trời cây thẳng băng như trời ơi nó lôi tới đập kia vậy đó chị nó nói người ta gì ở đây rồi nhỏ đi cá qua bển anh ơi qua bển là qua bển nào qua bển nó ai nữa xin lỗi nó hỏi qua bển nào nó ai biết nó qua nào rồi còn đâu vậy
chảnh đi, chảnh đi. Trời ơi, ổng rồi đó giờ mà mày. Sư phụ đó. Nó xíu à. Nó ngồi nhỏ dính nha. Cũng con mà chảnh mà. Mà nhỏ dính phải vậy? Con cá nhỏ. Mà nhỏ dính cá nhỏ phải rồi. Luôn cá bự. Thôi luôn. Thẳng không trả lời. Mà sao bây giờ ta trồng đu đủ không có thấy nó bị bệnh mồng gà nữa ha, làm như cái giống nó bệnh nó qua hết. Wow. Trời nó nằm đó. Mua đu đủ con kia trong tổng trả giá nó 100 mấy triệu, gỗ phù mua nên nó nói bây giờ 120 mà chồng tiền liền, nó chồng đu đủ làm gì có vụ mua mua máu cả năm rồi cá qua bả tiền nữa ơi. Không ấy một lần dần bây giờ lúc đó ký 10 mấy ngàn cá ăn cho mít mà bẻ đâu được, nó bẻ nó bán được con lứa một cao tục xuống nó còn mấy ngàn nữa, lúc sau được có 500 bỏ luôn. Đi phép đây. Mà hôm nay nó mua lỗ thấy mua lỗ, tao nó ngủ mua. Ơi. Ở này xuống sao đó, đỡ tiếng thì nó cá bảy con mày gấp giùm trời, hấp tiếp con thằng. Cái tay kia thấy gớm gì nè. Cá con này bự à. Con mày đúng rồi. Bự hơn con thằng mấy con nãy. Con này lấy phiếu cân gì làm sao vô? Ừ, con nãy. À, con có nhiều dính, dính cái này thiệt là tình chứ. Má đợi chứ sao? Con nghỉ xuống ngồi luôn ha. Thả luôn ha. Thả luôn đi. Hai phiếu. Hồ nãy chứ mấy hồ kia đâu không được. Để chứ sao? Nghỉ xuống ba. Ngồi luôn nè. Rồi đừng mai. Hết đồ mà. Dướng ai dướng ơi. Uống hết. Báo không? Báo. Kêu đóng chịu. Báo không? Hồi nãy là kêu rồi đúng không anh? Cái xe dây đóng đi để chạy nữa. Hết cái hộp luôn em ơi. Con đậu hả? Ba phiếu nha. Báo bà. Ba phiếu rồi đó. Ba mấy? Đầu tiếng rồi đó. Ủa đầu tiếng cái gì? Đầu hồng má. Chưa hết rồi hả? Phú hồn nó dí rồi. Cá qua không la. Mất bụng nổi ông giật thêm chút nữa đôi mẫu vậy. Cá qua không la. Thằng này ta cá cũng đương nhóm trước bộ. Đúng không? Phú hồn nó dí à. Cá là nhóm trước. Gốc quá trời, ngay đám cỏ ngay gốc kìa. Chưa. Đợi tía tiếng thứ bảy là mới thảy vô đó. Ừ. Tiếng số 7 mới thảy vô. Bún xanh, bún đỏ, bún tím, bún vàng, bún trời vô bún luôn. Trời. Làm gì nó làm luôn đi. Qua thắng mới được hết rồi. Trời ơi. Nhất nhì luôn. Không có lử miệng.
Có nuốt luôn rồi. Ủa, nó thuốc trong rồi. Rồi cá âm tính không? Nuốt rồi ai tính? Ờ cá nó lử thuốc trong rồi. Nó dính. Cá nó thả được rồi. Được cái. Ăn luôn đi đầu tiếng rồi. Đầu xui trời mà. Còn bám trụ nổi được mà mới vô đầu tiếng mà đi căng tí. Đi đầu tiếng mà. Đi căng đi. Ta đầu tiếng cho ta căng cái đi. Căng đi không thấy hên trời. Cái mà cá nó còn cầm tay không mọi người. Để giữ đi ha. Đi hầu con gót thêm mất 7 lon vậy. Để giữ đi ha. 2 kg. Còn gót bia vô thêm. Tiếng đầu mà biết đâu chừng. Đúng rồi, biết hết trơn luôn. Hồ bên bến đó đâu, không ngờ sáng cái máy mình dứt ngày đâu. Mọi người ơi, hồ đó khác, hồ này khác chứ ông đánh bao nhiêu lần mà ông không dám ông chạy khỏi không? Là đuôi ông cá mà. Cá luôn chơi vậy đó cho mấy ngon chứ. Tôi không cần câu còn cá rồi. Cái đuôi lên trên ống luôn vậy. Tôi đâu cần câu luôn, tôi dẫn cá cho ông. Chơi vậy ngon á. Khỏi câu luôn. Chơi vậy mới ngon thế ạ. Ừ, khỏi câu, tôi trả luôn à. Thấy không? Quá im bạn ơi. Không không đọc tên anh được nữa chứ nghe dạng. Nhất tiếng nhị tiếng luôn. Rồi bây giờ hết giờ đi. Hết giờ đi. Rồi chứ. Alo. Rồi. Đi đâu mà đói lần chết nha, tôi gặp. Xíu xíu đi, xíu xíu đi. Em gọi lại cho anh ơi, em bắt cá xíu gọi lại cho. Ê tôi lộn cái đi, lộn cái đi được rồi. Qua hai chân. Ồ được kiếm cá rồi, này kiếm cá hoài đó. Bự bự cái ra. Cái được. Không. Không nhìn ngơ nha, tôi không biết nha. Qua người ta tới 4 5 quận gì luôn đó. Rồi cái nữa anh ơi. Rồi cái nữa. Lộn lộn dưới rồi. Rồi. Rồi mới lộn lên thật nhẹ. Kéo phải né chỗ khác. Né chỗ khác chừng nào lương mấy không bước ra. Chứ dột lửa chết luôn à. Ok, lên đi. Rồi xả lên được. Hôm nay được 5 không ta? Nãy giờ có bấm quay không vậy? Có. Lên cá tiếp nha mọi người, con thứ 6 nha. Có căng không được ơi. Coi gì nữa. Căng con này. Con này dưới con đó, căng con đó không? Căng, căng, căng con của con đi. Ừ. Căng thì tôi cũng báo lại rồi. Nói con này có 7. Con này sắp 6 à? Trời ơi, cái chơi đâu đó gì tim dữ vậy ông anh? Thấy chưa? Thấy thằng đại chưa? Cứ la để câu giật vô không à. Ăn luôn đi. Nó dữ mà gặp. Đóng luôn. Ủa? Đóng luôn. Ờ dướng rồi. Dướng không cầm cằn lên. Cái gọng dây đó cũng màu hồng nữa. Thiếu không? Thiếu. Rồi làm cục bún lại cho tôi. Làm cục bún đây. Thì hơn một bội của ta, thường cục bún cho ta chứ sao? Đúng không? Qua cái cứ qua hơn một ngoài là thường à. Cá bún dữ luôn á. Nó cá mà đang lên đang cá vào ngô cơ. Để từ từ đã đi. Được không? Đây. Chiên đã lử. Cắt cua ông á. Ơi của mình. Ông đi qua tới đang đóng rồi nha. Đó. Kéo luôn đi. Kéo.
có gì không anh? Ơi ơi ơi, có một chuyện nha. Kéo đi, ừ, kéo luôn, kéo luôn. Tính con cà. Ừ, cỡ 4 ký. Rồi. Có chuyện rồi. Có ai lại xin lại đùm nho đem lông vào cũng xuống nha. Đi cá chùa. Đánh cá mọi người ơi. Cá của mình chùa đâu mà chùa. Đi sao? Vậy chưa? Cái gì chùa nho vậy lại luôn đi. Nói chơi vậy thôi. Ào quá, không biết cái câu. Ôi không chơi chứ bài sao mà thắng ai vậy ơi. Trời. Không cá này của ai móc tét luôn đứt dữ rồi. Sao không nói gọn câu mồi diện với cá nhỏ vô. Thả luôn rồi, thêm phiếu nữa nha. Rồi. 31, nãy còn phiếu nữa đó. Nãy phiếu 5,7 nữa. Trời trời, cá này móc con này nữa hả? Trời. Cá của ai bị móc bị tét nó thẹo cũ. À, cá nó chết rồi. Tao bỏ mày vô mày thục lõ, thục lõ. Mày thục lõ, thục lõ hoài hả? Trời. Tao lõ rồi luôn. Tét à, đi. Còn con quay ở đâu thục. Hết nhất hả? Con quần quay ấy đâu mà thục là thục. Mà nó lội dưới cái dây á, cái dây thục cái dây. Trời ơi, kỹ trời. Trời ơi, kỹ trời, trời. Mà không tới ống nữa, không tới nữa trời. Thôi, mới quăng thấp được nữa đây. Trời, ngay đâu thì cũng có cá mà trong hồ cá, cá hồ nuôi mà. Cá nó ngoài tới đây không chịu đóng. Làm chi mình tận lên xuống là gà đóng rồi. Hả? Nó chạy qua tới đây luôn anh Thắng ơi. Ừ. Vậy mà không chưa đóng nữa. Làm cá của thường mía vậy hả? Nó đứng ra đóng nó cá tôi cá tôi. Không, mình lúc đó vừa mở máy qua gây là quay ngay móc luôn. Chưa đóng. Rồi, giật bẫy lên cá luôn bạn ơi. Nó kêu còn. Ôi. Kêu tưởng nó chơi hết luôn rồi, đậu. Đi ra. Uống nước cò mày. Cá hồ nước hải sản. Tôi qua tôi rửa nước rết của bông. Bông. Mày đi vòng vòng dưới. Anh không? Cái này nhỏ 6 cái máy hả? Cần đi. Lại đứng hồi coi sướng tay sướng tay. Kéo dùm cái chùa mà không bảo lực thì thôi à. Bên thiếu cá nữa. Rồi nào. Đậu xanh hết bún đánh rồi. Để em qua cái nạp này em biết lỗ rồi nè. Quang đi, ta đâu kêu Quang đi, thả đi, đi thả đi. Trời ơi, trời ơi. Sao mấy, sao cái này. Thả thằng ha ha. Bún càng nha. Nó đại cái tiếng vượt qua cho lên. Ừ. Lấy một câu thiệt đó. Hãy chơi đâu nha. Rồi ép vô luôn anh ơi. Lên đi. Trời ơi, xiết pin vô má ơi, cá 3 kg à. Nãy chưa ấy. Pin bị xiết đi. Cá giữ 5 kg rồi đó. Đó nó xiết rồi. 5 kg đó, cá này qua trong năm rồi, thế nào cũng 5 kg rồi. Chở về cao cái ngoài. Cá qua năm nó còn. Giỡn nó chạy dữ. Dính vô cái. Tôi nãy giờ chưa có.
Ê, con ký ra. Để là 4 ký. Chắc cũng 3 ký rưỡi à. Ừ, 7 cây cam cá. Đó, cá đen rồi đó. Rồi, ok nha không phải. Rồi. Tôi gấp nó rồi, ai ok giờ vô mấy. Rồi. Rồi vô đi. Ông lên đây ơi, cố lên. Sáu à, được rồi. Sáu á. Đủ rồi trời. Căng ra đi. Con này lớn hả? Căng lớn. Rồi. Làm con nữa mọi người ơi. Em còn cây đằng đầu lắm đó, phải gán tàu mới được. Hình nó thấy ghê không? Phải không, phải không? Má tưởng nuôi vô hàng tám mấy chờ mấy con cá đen. Con cá này cục. Cục cá đen ốm dài á. Cá này phải dài có 5 tấc. Con cá này dài ốm mà cá đen. Tám mấy mấy. Thôi cục phải nó dài ra chừng 5 tấc nữa rồi có mười mấy ký đó. Thấy không? Rồi. Dính thằng lại nó dính cả qua đây. Dính cái lưỡi. Không ai hút sợ chân mà. Hết luôn rồi hết. Nhảy á. Nè. Nè quýnh đâu rồi. Quýnh ngoài đó chút đó. Cho băng này không? Hả? Đừng tới ống thôi à. Bây giờ nó quấn đâu giờ quấn đừng tới ống mà để tới ống mà có kéo vô lại. Hãy
ông Thắng ông kéo giùm ông đóng chơi. Đóng quần què chạy vô không đóng. Sau tháng bây giờ đó. Chạy vô không? Nó 3 giờ rồi, nó 3 giờ nghỉ. Đi chơi đi. Rồi. Xài dữ lắm mà đúng nhiều quá. Mấy năm nay ta đốt xài là phải năm nào là cũng lỗ lỗ, còn ít người nào là có thật. Bơm đó vòng vòng ở đây làm gì mà có cái giống cái sản điểm nữa mà sao bây giờ nó nhắc lên làm như hầm sâu nó mới ở nhà người ra mới mương vậy là không có con nào chứ. Dài dài lắm, bán ra còn mắc lắm mà bán. Lên nữa rồi. Cơm nấu tiết thì dĩa bọn gì máy đây đâu máy đó không có máy đã đang kéo giờ đó đó ta câu rồi nghĩ câu là dứt luôn bỏ nghe không dạng nó lấy câu rồi nó nhậu bỏ đó câu nhậu không không chín bốn mà gì rồi,
đổi loại cám thắng rồi, con cám khô đây. Tôi thấy ông nãy giờ hai con hả? Ba. Ba con mà có cũng có hàng bự nè, nó có giải vậy. Giờ cái nãy chắc hết mồi đó. Ngoài sông mà chứ ngồi ngoài trời giữa trời mà nó nhờ có cái dù nữa nghe. Không có dù ngồi đi đó về không ông chứ đi làm mà làm như làm xong vậy là làm mà giả rồi làm hồ là làm dầm 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 đó cũng có cái ra làm cho cái dù sao làm lao kiểu mà tính ra cái lúc đó tôi làm này nên tôi che dù à chứ thôi ra đó nắng chích để mẹ không ạ. À, che dù mình làm khúc nào cái rồi giờ đi qua cho không thể làm giống rồi làm cổng gào nắng quá trời lấy cái nguyên cái thùng giấy qua đó qua đó. Hai con. Không có nhiều con hồi nãy không biết chứ con này cái đầu nó bự ăn này cái đầu bằng cái xô. Lửa vỏ. Ăn mèo quá. Vỏ. Ăn đi mà trời ơi. Ủa xong rồi. Số người bắt ké lấy hết rồi giờ bắt cá thôi. Nghe chạy xuống quán hồn. Nghe được. Đó lên. Đó đó chiên này cũng thăng dính được. Rồi đó nó chạy qua con đó nãy đó. Ủa nãy giờ anh Thắng lấy mồi mình câu cái gì không em? Ừ. Dựa đó kiếm cá chơi. Đi câu. Đó thấy chưa? Thấy gì chưa? Đi câu cá chà luôn đến chơi. Đéo chơi giật dạo luôn. Lên cá đi ơi. Mẹ xuống này cái giật dạo mà đéo chơi giật dạo. Cá lên không lo chừng lo đi ấy không à. Ủa con cá ơi. Hay không lên cá mọi người. Ăn quần què chứ ăn đừng còn yên nguyên tới chiều mới chưa ăn nữa. Đó là để con mắt màu đâu hả cắn không cắn 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 trời ơi con 133 chứ mấy à. Con nó làm gì trái? Biết đó mình bắt. Để đi không con đi cho. Để chở đi vậy. Con xuôi biết đâu. Đâu được hả? Con ba cái mấy này cá này cũng không. Có mười mấy con rồi đó không á. Này có 4 ký sao? Đúng bên. Ông để cho nó lao quá trời luôn rồi đó. Thấy không? Yếu rồi. Rồi cho đó chứ đâu nó yếu. Thôi mà. Nó ngồi nó dồn mười xác. Thì đó. Đi qua đi đỡ vậy nè mà. Mẹ
Ôi. Nữa, nữa rồi trời. Sao mà phải anh nữa? Sao mà chạy đi. Đi bỏ anh. Đi bỏ anh. Trời miết luôn đi, khỏi qua đâu cho nó. Chạy gì bỏ anh. Quá cả nhìn nó đúng luôn bây giờ. Bự đó, bự đó. Cái này chắc cũng được 4 kg à. Thấm chưa cho được. Thấm rồi. Thấm rồi, thấm rồi. Rồi. Lắp cho nó cái ngoài. Đó. Được kéo không dám lại gần, chừng nào lên mé mình hả lại. Cắt đầu luôn đi, đừng hạ xuống. Cắt lên luôn. Đó, đầu. Có hả? Nằm chim mấy hả? Cái máy con coi được không? 59 cục quá. Đại con đại luôn. Để đi con căng chưa? Để đại đi con. Mẹ để khô con cá. Như con nãy cũng bị đạp mất tiêu rồi. Hết hàng rồi. Bốn con vũ hả vậy? Hả? Bốn vũ hả? Không phải. Nãy bốn có ai? Hả? Ấy rồi, còn gì nữa đâu mà đánh. Đấy. Rồi đỉnh để đâu cũng ăn chân á. Để lại đi. Còn bánh tráng không? Ờ em căng các bạn ơi, hên biết đâu chừng 4 kg rưỡi sao? Cái điện thoại nó ra. À, đánh cái đuôi vô cái mặt nó mới chịu trời. Sáu ký còn ở trên 6 ký. Còn ngày 59 mấy. Còn ở trên 6 ký. Chào anh em nha. Nay cần 31 của em được nhiêu đây bạn, lần đầu tiên kỷ lục mình mà đánh được nhiêu cá luôn các bạn. Đó. Quá trời luôn, 3 6 7 10 16 con cá, được cái giải nhất tiếng với nhì tiếng Hồ Văn Nguyễn nha mọi người. Còn pin nữa chả đánh được mấy con nữa. Đó, nay đánh số 31 các bạn thấy không? Số 31 mình không á. 16 con. Sảy 2 con. À, nay đánh bún sảy với cháo rít bình cơm. Đánh cháo cũng ăn mà đánh bún cũng ăn luôn. Đó, quá trời luôn. Rồi chào cả nhà nha. Quá trời bắt cá hôm nay luôn các bạn ơi. 31 rồi. 16 phiếu. 3 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. Đó. Rồi chào cả nhà nha.